Bác sĩ của Bệnh viện Bái Cháy Quảng Ninh vừa nội soi can thiệp gắp một chiếc răng giả nằm sâu trong lòng phế quản cho một bệnh nhân 56 tuổi. Thông tin từ Bệnh viện Bái Cháy Quảng Ninh cho biết, trước nhập viện, bệnh nhân bị ho sặc, tức ngực, khó thở. Bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kết quả chụp CT lồng ngực phát hiện vị trí phế quản phải có hình ảnh dị vật phản quang. Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa hô hấp và chỉ định can thiệp nội soi phế quản để gắp dị vật. Quá trình nội soi lòng phế quản, ekip can thiệp của khoa nội hô hấp phát hiện một chiếc răng giả rơi vào gốc phế quản phải, vị trí tiếp cận lấy dị vật rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các trang thiết bị nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật, hút rửa sạch phế quản cho người bệnh. Sau can thiệp 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, phổi thông khí tốt, sức khỏe ổn định. Dị vật đường thở, đặc biệt là những dị vật có tính nhọn sắc, nếu không được can thiệp, xử trí kịp thời, nằm lâu trong lòng phế quản, có thể gây tổn thương thủy phổi, dẫn đến tình trạng viêm mủ, nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó là những nguy cơ biến chứng đe dọa sức khỏe, tính mạng như áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, thủng phế quản, tràn khí màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở, khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Để gắp thành công dị vật phế quản, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ phải được đào tạo bài bản về kỹ thuật can thiệp nội soi phế quản, thao tác khéo léo, chuẩn xác để tránh tình trạng dị vật rơi trở lại vị trí ban đầu hoặc đi chệch hướng, gây tổn thương các tổ chức trong lòng phế quản. Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị hóc dị vật như mảnh xương, hạt hoa quả, thức ăn, không nên cố gắng khạc, dùng tay móc, nuốt miếng thức ăn to hoặc chữa mẹo dân gian để lấy dị vật ra. Những việc làm này sẽ làm cho niêm mạc bị trầy xước, chảy máu, nhiễm trùng. Dị vật có thể sẽ mắc sâu hơn và rơi vào những vị trí nguy hiểm. Quá trình ăn uống cần chậm, nhai kỹ, không vừa ăn vừa nói chuyện hay cười đùa, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ, để hạn chế tình trạng dị vật lọt vào đường ăn, đường thở. Những dấu hiệu của dị vật bị bỏ quên trong đường thở thường không rõ ràng, nên khi có các triệu chứng như ho lẫn đờm, máu, tức ngực, khó thở, người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán điều trị kịp thời.